chào mừng các bạn đến với kênh Game Giải Trí. Đây là hình ảnh của thân Osiris, thân Obelix đầu tiên tại máy chủ Yu-Gi-Oh hàng năm Việt Nam thưa các bạn. Chúng ta hãy cùng chơi giải phục mà có bài thân Osiris, thân Obelix xuất hiện tại game Yu-Gi-Oh hàng năm máy chủ Việt Nam nhá. Đây, như vậy là Thường Dược Sư đã đủ được con bài thân Osiris thưa các bạn. Tiến trí vô nếu như các bạn chưa biết thì ở những rank cao tầm trên 2k thì khi các bạn đánh với khi các bạn đánh trong đầu trường sẽ có cơ hội xuất hiện những bot này, người ta gọi là bot. Mặc dù vậy thì mình cũng rất vui khi có thể quay được một trận đấu mà có sự xuất hiện của cả ba là bên thân trong game Yu-Gi-Oh năm thưa các bạn. Chúng ta cùng chơi con ba thân Obelix xuất hiện nhá. Đây là một chiến thuật rất có thể nói rất chay cối của bạn Hay Vui, và cùng cảm ơn bạn Hay Vui đã chia sẻ video này lên kênh Thế Giới để chúng ta có thể chiếm ngưỡng giây phút mà thân Obelix xuất hiện tại Việt Nam đấy nhá. Tương chẳng quái, tương chẳng phép, tương chẳng bày. Có lẽ như để tăng độ khó cho boss ở rắn này, mình nghĩ rằng là nhà thành nên thêm vào những con trung giáp trương thương. Thằng Obelix, thằng Osiris, tiên tri hy vô, cú đấm thân thánh, cùng quỳ. Như vậy thì đã, như vậy là người sở hữu những con bài thân này sắp hết bài rồi. Không thể làm được gì thế các bạn. Bỏ tay. Như vậy là bot này đã hết bài để rút thất bại và chấp nhận thất bại. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn một trận đấu mà có sự xuất hiện của các bài thân Osiris, thân Obelix tại máy chủ Yu-Gi-Oh hàng năm Việt Nam. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nhé.